Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa em hát giữa dòng sông, giờ đây em hát giữa dòng đời. Dù dòng đời không êm ái như dòng sông. Kính thưa tất cả các bạn trẻ có mặt trong khóa tu tuổi trẻ hướng Phật lần thứ 69. Nay các bạn tu có vui không? Cảm ơn các bạn. Rất là hạnh phúc khi con trò có mặt tại đây để chia sẻ những cái kinh nghiệm sống cũng như là trên bước đường học đạo của mình. Hy vọng đâu đó là những hoa trái để gửi trao đến cho các bạn, để chúng ta cùng tiến tu trên con đường tu dưỡng đạo đức và tâm linh. Bởi vì chúng ta ý thức được rằng cái sự tu học nó giúp cho chúng ta chuyển hóa những cái khổ đau, những cái vướng mắc, những cái khờ dại mà trước kia chúng ta đã từng vấp phải. Nay ta tu, ta thấy mình đẹp ra, ta thấy mình tươi ra, ta thấy mình hồn nhiên hơn, hạnh phúc hơn. Và đâu đó là những khoảng lặng bình yên rất chi là lạ. Và đó chính là cái niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất mà chỉ có người nào thật sự biết quay trở về, biết tu mới cảm nhận được. Đó là bình an. Đến với chủ đề hôm nay, xin gửi đến đại chúng, quý vị nghe giống như là chuyện ma. Với chủ đề qua cơn mê. Qua cơn mê, chúng ta liên tưởng đến một bài hát liền ha. Qua cơn mê, một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bồng bềnh, tôi lại về bên em. Ngày gió mưa không còn, trên đường dài thật dài, ta mặc tình rong chơi. Đây là bài hát rất là nổi tiếng của nhạc sĩ Nhật Ngân. Thì qua cơn mê đây tức là chúng ta bước qua một cái khoảng thời gian mà chúng ta đắm chìm vào trong những chuỗi ngày đầy đau khổ. Cho nên á, chúng ta là những người đang tu tập, chúng ta nhận thức. Và điều khác biệt với cái thức của chúng ta, khác với cái thức của Đức Phật, là Đức Phật là người tỉnh thức. Mình mới có nhận thức thôi. Mình nhận ra được mọi sự vật hiện tượng chung quanh, mỗi con người, mỗi cách sống, mỗi cuộc đời, làm chúng ta nhận diện mọi thứ dưới con mắt của cái nhìn cảm thông, đồng cảm và thương yêu. Thì mình thấy mọi thứ, cái gì nó cũng rất là nhẹ. Và trong đạo Phật gọi đó là cái biết. Thì có một người họ là nông dân, khi mà gặp Đức Thế Tôn, ông mới hỏi là: thưa Thầy, ở trong tu viện của Thầy, các vị xuất gia tu tập ở trong đó có làm điều gì khác hơn với chúng tôi ở bên ngoài không? Thí dụ như là có ăn, có ngủ, có tắm giặt, có làm những sinh hoạt bình thường như chúng tôi bên ngoài đấy không? Thì Đức Thế Tôn Ngài trả lời: vẫn có, vẫn phải ăn, vẫn phải mặc, vẫn phải tắm rửa sinh hoạt như một người bình thường. Thì cái vị nông dân này, ông mới hỏi thêm: như vậy thì cái việc mà đi xuất gia để trở thành tu sĩ, sống trong tu viện, có khác gì
với cuộc sống của chúng tôi bên ngoài đâu. Như vậy xuất gia làm gì uổng quá. Thì Đức Phật Ngài mới nói là có khác chứ. Cũng là cái người ăn, cũng là cái người mặc, cũng là cái người tắm giặt, và cũng là cái người làm tất cả mọi việc bình thường như mọi người. Nhưng cái khác ở chỗ đây là khi mình ăn, mình biết mình ăn. Khi mình mặc, mình biết mình mặc. Khi mình làm, mình biết mình làm. Còn ở bên ngoài, chúng ta thường bị rong ruổi theo. Khi chúng ta ăn thì chúng ta nghĩ đến uống. Khi chúng ta uống, chúng ta nghĩ đến ăn. Rồi khi ăn thì chúng ta nghĩ chuẩn bị một cái bộ đồ để chúng ta chuẩn bị đi dạ hội, đi đám cưới. Rồi khi mà chúng ta đi đám cưới thì chúng ta nghĩ chuyện phải trở về nhà sớm để lo cho con. Thì cái sự dẫn dắt á, nó làm cho chúng ta không ý thức được và không sống trọn vẹn được trong từng phút giây trong cuộc sống. Như vậy là mình thấy cái sự khác nhau giữa cái đời sống của một người tỉnh thức á, nó rất là khác. Và họ sống trọn vẹn trong từng phút giây như vậy. Cho nên mình tu càng ngày mình càng ngộ ra, mình thấy ra nhiều điều lắm. Mình thấy yêu thương cuộc sống này lắm. Mình thấy quý vô cùng. Bởi vì chúng ta biết cuộc đời là hữu hạn. Vì cuộc đời là hữu hạn, cho nên chúng ta mới tu, mới nỗ lực. Bởi vì chúng ta không muốn biến mình thành hộp cát, thành viên sỏi vô tri nằm lăn lóc trên đường, mà chúng ta biến mình thành hoa sen, chúng ta biến mình thành một con gió mát, chúng ta biến mình thành những cái áng mây đẹp để mang đến cho cuộc đời này. Chúng ta đã lỡ sanh ra cuộc đời rồi, trước khi rời đi phải để lại những gì tốt đẹp nhất. Các bạn đồng ý không? Hồi xưa cái tay của mình đó, là gươm, là dao, là búa, đụng đến đâu gieo đau khổ cho người ta đến đó. Bây giờ mình tu á, cái tay của mình nó phải là hoa. Ta gọi là tưới hoa. Tưới hoa tức là mình mang cái nước của tình thương, mang cái lòng thương yêu, cái tâm từ bi của cái người bình an á, mình ban rưới đến, mình đem đến đâu á. Cái đôi bàn tay này á, mình nhìn lên mình thấy năm ngón nó như là năm cánh hoa đẹp vậy. Tự nhiên mình tu, mình nhận thức, mình thương cái bàn tay vô cùng. Cho nên trong đạo Phật mình á, nó có bố thí, nó có ba: tài thí, pháp thí và vô ý thí. Mà con trò rất là thích cái thứ ba, đó là vô ý thí. Vô ý thí tức là mình bố thí sự không sợ hãi cho người khác. Tức là mình đi đến đâu mình cũng mang đến sự bình an cho người khác. Thì đó chính là bố thí cao tột nhất. Bình thường mình chưa có tu, mỗi lần mình xuất hiện ai cũng ngán cháo chè hết. Mỗi lần mình xuất hiện cái vô công ty á, ai cũng bà đến rồi đó. chuẩn bị. Rồi trước khi mình chuẩn bị mở lời ra, người ta rất là sợ. Cái lời nói của mình á luôn gây tổn thương đến cho người khác. Những lời nói đầy hóc búa, tị hiềm và hơn thua. Cho nên ai cũng sự dè chừng khi nghe mình nói, ai cũng dè chừng khi thấy mình hành động. Và cái sự xuất hiện của mình á chỉ mang đến sự đau khổ cho những người xung quanh thôi. Bây giờ mình tu tập á, mình thấy là Đức Phật dạy trong ba cái thí nó có cái vô ý thí, tức là bố thí sự bình an. Mà nó là có phải nhất thời không quý vị? Không. Nó là một quá trình. Một quá trình mà mình phải tu tập, phải rèn luyện và phải nỗ lực từng chút một bằng sự tinh tế và một cái nhìn sâu sắc. Cho nên có hai mẹ con sư tử, thì con sư tử con và sư tử mẹ sống rất là hạnh phúc trên một cái ngọn đồi.
Thì đến một ngày nọ, con sư tử con nó mới nói với sư tử mẹ: mẹ ơi, hạnh phúc là gì hả mẹ? Thì sư tử mẹ mới nói là: hạnh phúc là cái đuôi của con đó, cái đuôi nó nằm ở phía sau con đó. Thì con sư tử con nó cảm thấy là wow, hạnh phúc rất là gần. À, mà bấy lâu nay mình tưởng hạnh phúc rất là xa, ai dè hạnh phúc là cái đuôi của mình. Thì nó mới chạy vòng vòng, nó càng chạy để đi tìm hạnh phúc sau đuôi nó, thì hạnh phúc nó càng lánh mặt nó, không bao giờ nó tìm thấy hạnh phúc. Cho nên đến một ngày nọ, thì con sư tử con mới nói: mẹ ơi, sao hạnh phúc là cái đuôi của con nhưng mà con chạy vòng vòng, con tìm hoài không thấy? Thì con sư tử mẹ mới nói rằng: này con chẳng cần phải đi tìm cái hạnh phúc sau đuôi của con chỉ cần chạy về phía trước, thì tức khắc cái đuôi của con, hạnh phúc nó sẽ chạy theo con. Và cuộc sống là như vậy đó các bạn. Trước giờ mình lầm tưởng mình đi tìm hạnh phúc, mà hạnh phúc thì không phải là tìm thấy, mà hạnh phúc là phải cảm thấy. Cảm thấy, mình cảm thấy hạnh phúc thì hạnh phúc hiện hữu có mặt. Cho nên có một vị đến nói với một vị thầy nọ: thầy, tôi muốn hạnh phúc. Vị thầy trả lời: thì ông bỏ cái tôi đi, rồi ông bỏ cái muốn đi, thì hạnh phúc có mặt thôi. Thì đúng không? Thì lúc trước giờ mình nói là tôi muốn hạnh phúc, thì bỏ cái tôi đi, bỏ cái muốn đi, thì hạnh phúc sẽ có mặt. Cho nên ngày hôm nay á, cái xã hội bây giờ có một cái từ rất là hot mà chúng ta thường nhắc đi nhắc lại, đó là cái từ gì các bạn? Khẩu nghiệp. Khẩu nghiệp gọi là, nó khác hơn là nghiệp tụ vành môi. Mà nghiệp tụ vành môi còn đỡ nha, còn mình là nghiệp tụ toàn thân luôn. Khẩu nghiệp là dẫn đến gì? Thị phi. À, khẩu nghiệp thì dẫn đến thị phi. Cho nên miệng ta là cánh hoa sen, một khi hé nở một phan thơm lừng. Tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mát lòng. Một cơn thổi nhẹ thôi, muôn dân mát lòng. Hồi xưa mình biến cái miệng của mình đó là khẩu nghiệp. Cho nên nhiều bạn không biết á, tưởng thấy mình khẩu nghiệp nhiều quá nên tịnh khẩu. Nó dạo này tịnh khẩu rồi nha. Tịnh khẩu đâu thấy thành á khẩu luôn. Cho nên mình thấy là cái miệng mình là cánh hoa sen, một khi mình hé nở ai cũng cảm thấy hạnh phúc, cũng thấy vui hết á. Mình gặp ai mình cũng gì, mình cũng tưới hoa: trời, hôm nay chị đẹp lạ lùng, chị đẹp đâu mà đẹp một cách rất là dễ thương luôn á, mà em thương chị vô cùng. Bình thường mày chửi dữ lắm mà. Bình thường gặp là bắt đầu mình chê trách: hôm nay sao kỳ vậy? À, em mới đi tu về chị ơi. Em tập tưới hoa, em tưới hoa cho chị, để anh chị, em có làm gì chị buồn á, chị cảm thấy hạnh phúc của chị bỏ cho em. Đó, cũng như vậy đó. Mình thấy mình khen được người khác bằng cái lời nói của mình đó, tự nhiên người ta thấy hoan hỷ thì nó vui lắm. Giống như mình đi vào trong khách sạn á, thì cái chỗ tiếp tân á, mà cái người ta mà vui vẻ á, các bạn, nồng hậu, hoặc là người ta mỉm cười với mình á, thì khi mình nhận phòng xong mình lên phòng á, mình thấy nó có những cái khuyết điểm gì đó, một chút hay là hai chút gì đó, mình cũng gì, dễ dàng bỏ qua. Còn mình mà đi vô cái khách sạn mà cái người tiếp tân á, họ nhăn nhó, họ khó chịu, hỏi gì họ không muốn trả lời, hỏi cái password wifi hỏi 3 lần mới trả lời. What you want, I will do. Thì mình gì, mình lên cái phòng á, mình thấy một chút xíu thôi mình cũng khó chịu nữa, mình cũng muốn complain nữa. Thì gì,
Cái tu là cái sự tươi mát. Tu là sự tươi mát. Mình làm sao mà mỗi ngày mình biến mình trở thành tươi mát hơn. Cái hoa mà được tưới thì cái hoa nó sẽ tươi. Còn cái hoa mà không có nước vào thì nó sẽ khô héo. Tâm hồn của chúng ta cũng như vậy. Nếu mà chúng ta không biết quay trở về với sự bình an, tỉnh thức, thiền vị, một ngày nào đó tâm hồn của chúng ta cũng bị khô héo. Cái nghiệp nó dẫn chúng ta đi khổ đau vô cùng vô tận. Đến khi mình gì? Mình giật mình hốt hoảng, mình mới cảm thấy mọi thứ giờ sau hối tiếc quá. Biết hồi đó mình tu sớm một chút giờ đỡ khổ. Cho nên các bạn biết trong hai từ lắng nghe, khi mà mình lắng xuống mình mới nghe được. Tiếng Việt của mình đó, khi mình chiết tự từng từ á vì là rất là hay. Trước giờ mình nghe trong một cái gì, cái sự hời hợt, mình nghe trong bản một cái bản nhạc trịnh thôi, mình nghe xong mình không có cảm nhận gì được hết á. Rồi mình không có hiểu được nghĩa ngữ của từ. Nay tự nhiên mình lắng nghe một cái bài nhạc, mình thấy sao mà nó sâu sắc. Đời cho ta thế, cứ hãy sống tới như mọi ai. Mặt dòng sông kia có cuốn đất cát ra biển khơi. Tự nhiên mình nghe câu này xong mình thấy trời, trước giờ mình cũng nghe đi nghe lại mấy chục lần mà sao mình không hiểu. Nay mình lắng xuống á, để mình nghe, mình thấy sao sâu sắc quá. Một câu nói thôi mà tiếp cho mình thêm rất là nhiều cái nghị lực để sống. Đời cho ta thế, em cần gì nữa? Cho em hết rồi, cho em hết rồi, cuộc đời cho em nhiều thứ lắm. Đời cho ta thế, cứ hãy sống tới đi, như mọi ai, như người ta thôi. Biết bao nhiêu người còn khó, còn khổ, còn đau đớn hơn mình. Cứ hãy sống tới đi em à, cứ sống tới như mọi ai. Mặc cho dòng sông kia có cuốn đất cát ra biển khơi. Nghe xong muốn rớt nước mắt. Giống như trước mình nghe cái nhạc tình cũng vậy quý vị. Mình nghe nhạc tình mình cũng không có cảm nhiều. Nhưng khi mình tu á, mình lắng nghe, mình lắng xuống để mình nghe bài hát bên dòng sông. Tình yêu đến em không mong đợi gì, tình yêu đi em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa em hát giữa dòng sông, giờ đây em hát giữa dòng đời. Dù dòng đời không êm ái như dòng sông. Khả năng thì có hạn, được cái can đảm. Cho nên mình thấy là tình yêu đến em đâu có mong đợi, tự nó đến thôi. Cái duyên thì nó đến rồi. Và đặc biệt tình yêu đi em cũng không hề hối tiếc. Ngày xưa em hát giữa dòng sông, lúc còn thời ngây thơ khờ dại, em ngồi hát giữa dòng sông. Bây giờ không còn hát giữa dòng sông được nữa, mà em phải hát giữa dòng đời. Em còn nhiều việc phải làm lắm anh à. Không chỉ mình anh đâu. Hồi xưa em sống vì một người, nhưng bây giờ em phải sống vì mọi người. Mặc dù cái dòng sông nó không có êm ái bằng cái dòng đời, nhưng mình phải sống. Bây giờ mình ngộ ra mình thấy trời ơi, sao tu rồi thấy mình sâu sắc quá. Thấy mình thiêng liêng quá. Thấy mình giống như là muốn chứng cái gì rồi đó. Giống như là chứng đào tặc nấy á. Chưa có chuyển gì hết trơn à, mà thấy chứng đào tặc nấy. Nhưng mà đó là gì? Khi mình nhận, mình biết đó là tu. Giống như các thầy mà sống trong tu viện, các thầy tỉnh thức, các thầy ăn biết mình ăn, nói biết mình nói, khi cười biết mình cười, uống biết mình uống, và ngủ biết mình ngủ, dành thời gian trọn vẹn cho ngủ, thì cái giấc ngủ nó sâu á, không cần phải ngủ nhiều, mà quan trọng là giấc ngủ có sâu hay không. Chúng ta đôi lúc ngủ chừng 3 tiếng, 4 tiếng mà giấc ngủ sâu, mình dậy mình khỏe lắm. Nhiều bạn á,
mình khi mình dậy rồi á, không phải là ăn sáng nữa mà là ăn sáng ăn trưa nó dồn lại một, tỉnh giấc lại qua wow, hết nửa ngày. Cho nên á, tự nhiên mình thấy là gì, đó là cái nhận thức. Mình nhận ra được là cái bước đầu tiên, bước qua được cái nhận thức, mình trở thành một người tỉnh thức. Cho nên mình ngộ ra là có những nỗi đau, có những cái đau khổ tự mình phải chấm dứt, có những giọt nước mắt tự mình phải lau khô, và có những nụ cười tự mình phải tìm lại. Các bạn ạ, có những người chỉ chờ mình nói một câu thôi để họ ở lại, còn có những người chỉ chờ mình một lần dại khờ thôi để họ ra đi. Khi mà họ không còn thương mình nữa, không còn yêu mình nữa, không còn mặn mà với mình nữa, thì mình có vẫy vùng, có cố gắng mọi thứ, thì kết cục cũng vẫn là sự chia tay, là sự kết thúc. Nó không phải là nhất thời, nó không phải là một câu nói, nó không phải là một hành động, không phải là một lúc giận dỗi hờn trách, không phải là một lần lỗi hẹn, mà là một quá trình. Họ đã không còn yêu mình nữa, họ không còn thương mình nữa, thì cái sự ra đi nó là một lẽ tất nhiên. Thì cái người tu cũng yêu, mà yêu trong cái tình yêu sâu sắc vô cùng, yêu trong sự nhìn nhận, để làm chi? Để không tự mình làm mình khổ. Bởi vì mình phải nghĩ rằng là cái người đó có thật sự xứng đáng để cho mình phải khổ như vậy không? Mình tự đặt một câu hỏi đó thôi, là mình thấy gì? Cái lòng mình tự nhiên sao nó nhẹ lại, tự nhiên nó thảnh thơi vô cùng. Mình cảm thấy qua wow, mình phải mở cánh cửa ra để mình bước ra cuộc đời, mình phải sống tiếp. Cho nên người ta nói chết vì nhau dễ lắm, cái khó là sống vì nhau. Cho nên các bạn mà hạn thề chết vì nhau, thất tình tự tử, đu dây điện, điện giật tê tê, chết từ từ. Cho nên người ta nói là gì, chạy đâu khỏi trận mưa, mưa rào, thông minh đến mấy, yêu vào cũng ngu. Ngày nay các bạn biết là có một cái phong trào là đụng đâu cũng thả thính hết. Thả thính vô tội vạ. Cái người mình tu á, mình thả thính trong chánh niệm. Đúng người, đúng đối tượng. Mình phải xem xét là người đó có gì, có tâm tu hay không, có hiếu thảo với cha mẹ hay không, có tốt hay không, đã quy y chưa, và quy y được mấy năm rồi. Và cái người đó có đi chùa không, có tụng kinh hay không, rồi có tốt hay không. Hồi xưa mình không biết á, mình thả thính quá trời, đụng ai mình cũng thả, mà thả cả rổ luôn, mà không ai chụp hết á. Cho nên người ta gọi là đụng ai mình cũng rớt. Đụng ai mình cũng rớt. Cho nên bây giờ mình tu mình phải thính trong chánh niệm nha quý vị. Trong chánh niệm, đúng người, đúng chỗ. Thì khi mà mình yêu một người mà vì tương lai á, thì cái tình yêu này nó sâu sắc lắm. Hồi xưa mình khờ dại á, mình yêu vì cảm xúc. Yêu cảm xúc là yêu nhất thời. Đến khi yêu rồi quằn quại, yêu quá trời yêu, yêu mà yêu quên cha quên mẹ, yêu bỏ nhà ra đi. Thì đó là tình yêu cảm xúc. Nhưng mà khi chia ly rồi á, chia tay rồi cũng quằn quại đau khổ. Mà thoáng mới có một ngày hai ngày thôi, mình thấy họ đã đi theo người mới, và mình cũng tìm một người mới để mình yêu. Như vậy là không phải là tình yêu về tương lai, đó là tình yêu cảm xúc nhất thời.
Còn cái người mà sâu sắc trưởng thành và thả thính chánh niệm đó quý vị, thì người ta làm sao? Người ta yêu sâu sắc, yêu người nào rồi yêu trọn vẹn, yêu có sự chuẩn bị chỉnh chu. Cho nên người ta nói các bạn trẻ bây giờ sống với cái xã hội này, các bạn phải để một cái tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính. Thỉnh thoảng chúng ta nhìn lại thấy mình cô đơn, buồn bã, chúng ta cảm thấy mình bây giờ sao khác quá, rồi tự hát lên vài câu vu vơ. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang. Em, chính em ngày xưa đó ước xây đời trên tụng đình nhân gian. Cho nên á, hồi xưa mình ước xây gì? Ước xây đời không có đơn giản đâu, trên tột đỉnh nhân gian. Bây giờ mình lớn rồi, mình thấy nhìn lại, hồi xưa anh yêu tôi á, lúc đó tôi còn là một cái người trẻ đẹp, có chút tiền tài. Bây giờ anh có người mới rồi, anh ra đi. Hồi xưa ai lá ngọc cành vàng, hồi xưa ai quyền quý cao sang. Em, chính em ngày xưa đó, nói trong đau đớn nha, chứ không phải giỡn đâu á. Ước xây đời trên tột đỉnh nhân gian. Rồi vu vơ hát thêm vài câu nữa. Đã không còn người yêu hỡi, ngày xưa ấy đôi ta bên nhau không rời, ngồi trên cát nhìn biển đêm, hát vu vơ mấy câu tình ca. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau xót khi đôi ta mang chia ly. Đời giọng bão nhiều đắng cay, cuốn trôi đi biết đâu tình nồng. Đó là gì? Vu vơ, hát vu vơ, gọi là ngầu vu vơ hát như một con điên á. Và ngày nay các bạn trẻ chúng ta mắc vào một chứng bệnh là muốn được buồn và sống trong nỗi buồn mình mới cảm thấy vui. Ngộ như vậy đó. Đã buồn trong tình yêu đau khổ rồi, còn về nhà còn mở nhạc tình yêu. Nhiều bạn như vậy đó, đã buồn trong tình yêu đau khổ lắm rồi, thôi mình về mình kiếm cái chuyện gì mình làm cho nó tích cực hơn. Mình đi chùa, mình nghe pháp, mình tu thì mình thấy an lạc hơn. Mình ngồi thiền chút xíu, đánh tiếng chuông, mình tĩnh tâm. Hoặc là nhà mình rộng á, mình mua hoa về mình trồng, mình dành thời gian cho những cái chuyện khác á, thì đâu còn thời gian để cô đơn. Cô đơn thì khi mình cho phép dành thời gian cho nó thôi. Và các bạn nhớ với kinh nghiệm, đối với các bạn mà cô đơn FA, khi mình thấy hai người mà yêu nhau, mình cứ nghĩ là ồ, hai người cô đơn hợp lại chơi chung với nhau. Cho nên mình thấy gì? Mình thấy an ủi vô cùng. Đó là cái nhìn sâu sắc, và gọi là sâu sắc trong tình yêu đó quý vị. Cho nên mình mà được những cái suy nghĩ như vậy, tích cực như vậy, là mình cảm thấy lòng mình rộng mở lắm. Cái nấm muối mà bỏ vào trong bát canh uống vào thì nó mặn, nhưng cái nấm muối mà bỏ vào trong dòng sông để uống vào thì nó không thấm vào đâu cả. Cũng như vậy, nếu mà tâm hồn của các bạn đủ rộng lượng, bao dung, sâu sắc và từ bi, thì những cái phiền muộn khổ đau khi mà đến với các bạn nó nhẹ lắm, nó nhỏ lắm. Và may là của trời, thôi cứ để gió cuốn đi. Mình nghĩ vậy thôi. Và biết đâu cái người này
Mình đâu có thấy trước được tương lai. Lỡ rồi mình kết một mối đoạn tình duyên với họ trong đời, sau này mình hối hận thì sao? Bây giờ mình nghĩ người đó là tuyệt vời, mình đâu có biết được tương lai. Khi mà mình kết một đoạn tình duyên rồi, sau này bầm chày khói lửa. Cho nên mình nhận ra được cái này gì, thì mình không bao giờ mình còn mình tự hát lên nữa. Thận chắc thận thận sao cái lận đặng mình trách mình, số phận cái sao hẩm hiu, bởi thân tôi cực khổ, tôi eo nghèo nên vợ tôi nó không ở nữa mà nó theo cái nậu râu. Hết trách thân nữa rồi, hết trách người nữa rồi, mình cảm thấy gì? Rồi cả một cung trời mộng mơ, một cung trời tương lai sáng rỡ. Mình còn biết bao nhiêu con người đang cần đôi tay của chúng ta mang đến, đang cần trái tim của chúng ta sẻ chia, đang cần ánh mắt nhìn từ bi của chúng ta. Khi xưa các bạn, thời của vua Asoka đó, thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch, thì ông mới đem quân đi đánh rất là nhiều nơi, sát hại biết bao nhiêu là sinh linh vô tội. Thay người nằm chết trước mắt ông á, nhiều vô số kể. Nhưng đối với ông đó là một cái chuyện rất là bình thường, và nó diễn ra mỗi ngày. Đến một ngày nọ các bạn, ông mới đứng trên cung thành, ông mới nhìn xuống, ông thấy tất cả những cái thây chết á, quân lính á, nằm chồng lên nhau vô số kể trước mắt ông. Tự nhiên ông cũng cảm thấy bình thường. Bỗng nhiên có một vị sa di xuất hiện, đắp một cái y trang nghiêm, ôm một bình bát, bước từng bước chân chánh niệm đi ngang qua. Ông mới đưa mắt nhìn xuống, ông cảm thấy một cái gì đó lạ lẫm vô cùng. Một cái màu y vàng toát lên. Ông nhìn sâu cái vị sư đó, ông nhìn sâu, ông nhìn quan sát, ông kêu, giữa những cái thây ma chết chóc như vậy, tại sao có một vị sư ôm bình bát, mặc y vàng xuất hiện như vậy? Ông mới đưa mắt nhìn, đưa mắt nhìn, ông mới nhìn vào cái đôi môi của vị này. Vị này nở một nụ cười. Ông đưa mắt nhìn vào ánh mắt của vị này, vị này nhìn với một ánh mắt từ bi. Tự nhiên trong lòng ông bỗng nhiên sáo động, sốn sang. Ông cảm thấy dường như mình đang làm một cái điều gì đó vô cùng tội lỗi. Và cái trái tim, cái lòng từ bi của ông được đánh thức bởi một nụ cười, một ánh mắt của một vị sư đầy nhân hậu và từ bi thôi. Sau đó khi mà ông nhìn cái nụ cười đó, ông quay xuống lại, ông nhìn tất cả những thây chết đó, ở phía trước mắt ông á, ông cảm thấy sợ hãi. Ông nói đây chính bàn tay này đã tạo nên biết đau là đau khổ, máu mê và chết chóc. Từ đó ông nguyện với lòng biến đôi tay này thành sen, thành hoa để mang tặng cho cuộc đời. Và chính nhờ đó mà đó sang thiên của Phật Pháp đã bắt đầu lan rộng khắp muôn nơi, chỉ bởi một ánh nhìn, một nụ cười của một vị sư thánh thiện thôi. Xuất hiện đúng lúc thôi. Các vị thấy, có công năng lớn vô cùng vô tận. Và chúng ta cũng như vậy. Chúng ta cũng như vậy. Chúng ta đã từng chứng kiến cái cảnh mà người thân của chúng ta nằm bất lực để chuẩn bị đối diện với cái chết. Ta gọi là hấp hối. Mình thấy cái cảnh đó, mình thấy rồi một ngày nào đó đến mình. Mình nhận ra cuộc đời là hữu hạn, là vô thường. Tự nhiên mình sợ. Chính cái sợ, mình tưởng là mình ngộ, chưa có ngộ. Chưa có ngộ đâu. Mình mới có phần ngộ thôi. Còn Đức Phật, Ngài là giác ngộ.
còn mình mới có phần ngộ. Mình ngộ, mình thấy cái điều đó, mình nhận ra à, cuộc đời sao mà vô thường ảo mộng quá. Tự nhiên bắt đầu mình phát khởi tâm, mình tu, mình tìm đến chùa, tìm đến kinh, mình bắt đầu nghe pháp, học tu. Đó là những cái gì? Những nhân duyên cực kỳ lớn trong cuộc đời để thay đổi cả cuộc đời chúng ta. Cho nên quý vị biết, khi xưa có một con rắn, nó cực kỳ thông minh. Khi mà những con trùng, con kiến, con dế đó, nó bò vào, nó cắn, nó làm cho con rắn này đau đớn vô cùng vô tận, thì cái con rắn này nó tìm mọi cách để nó vẫy vùng, để nó trả thù những cái con bọ, những con ký sinh đó, trên cơ thể của nó, thì nó làm mọi cách nhưng mà thất bại hết. Đùng một ngày nó suy nghĩ được một cái kế hoạch cực kỳ thông minh để trả thù những cái con trùng, con kiến đang ký sinh trên cơ thể của nó. Nó mới suy nghĩ xong, nó mới quyết định bò ra và nằm lên trên cái đường giày xe lửa. Để làm chi quý vị? Để khi nào mà xe lửa đi ngang qua đó thì sẽ giết chết những con trùng, con kiến đang ký sinh làm nó đau đớn trên cơ thể của nó. Và quả thật là như vậy. Sáng nọ nó bò ra, nó nằm trên đường giày xe lửa, thì bắt đầu tiếng còi xe lửa hú lên, vang lên nghe thất thanh, cực kỳ thiêng liêng. Bắt đầu cán ngang một con rắn một cái rác. Và kết quả là gì? Con rắn đã trả thù được, nhưng cuối cùng nó cũng đứt làm hai. Chúng ta đôi lúc cũng như vậy các bạn. Chúng ta có thể và cũng đã từng là những con rắn thông minh. Chúng ta đã bị những cái nỗi đau của cuộc đời, những cái khổ làm cho chúng ta phải oán tức, muốn trả thù. Trả thù rồi, chúng ta lại gì? Tự mình, giam hãm mình, giết mình và đày đọa mình trong chuỗi khổ đau. Cho nên tại sao Đạo Phật lúc nào cũng nhắc chúng ta về lòng từ bi? Lòng từ bi á, nó sẽ giúp cho chúng ta sống một cuộc đời bình an. Các bạn phải nhớ, đóng vai ác á, không bao giờ kết thúc có hậu. Mình coi phim mình thấy không? Những người mà đóng vai ác á, kết thúc bao giờ có hậu không? Nếu mà có bộ phim đó mà vai ác mà kết thúc có hậu á, thường cũng sẽ bị tẩy chay. Bởi vì chúng ta không cho phép người ác kết thúc có hậu. Hoặc là không có chuyện gì để khiến cho họ phải chết, thì nào là sấm sát, nào là phải đất phải nứt ra, phải mượn trời mượn đất để dẫn đến cái kết cục bi thảm cho người ác. Thì chúng ta nhận ra một cái đạo lý là muốn bình an, muốn hạnh phúc, trước tiên chúng ta phải là người hiền. Hiền không bao giờ thiệt đâu quý vị. Không bao giờ thiệt. Mà hiền không chỉ không đủ đâu, mà phải là gì? Thật hiền. Hiền từ bên trong hiền ra, chứ không phải cái người nào mình thương mình mới hiền. Người nào mình ưa mình mới từ bi được. Cái người nào mình thích mình mới bao dung được. Thì cho nên mình thấy là gì? Những cái điều đó nó rất là cốt tủy mà Đạo Phật luôn nhắc nhở chúng ta. Giá trị của lòng từ bi, giá trị của đạo đức sẽ khiến cho chúng ta nhận ra và nhìn nhận thấy mọi việc hiện tượng một cách thông suốt. Một cách thông suốt. Cho nên cái người mà quý vị biết mà chưa có quy y, có tu á, thì khi họ làm tội á, quý vị nghĩ, và cái người mà có tu tập và có quy y á, cái người đó làm tội á, thì cái người nào nặng hơn? Chưa chắc. Cái người mà có quy y, mà có tu tập á, mà lỡ vô tình á, chúng ta làm tội á, thì cái người đó có thể là tội nó nhẹ hơn. Bởi vì sao? Bởi vì người đó còn có một ngày quay đầu hướng thiện, còn có một ngày thức tỉnh. Còn cái người mà không có tu tập, không quy y, hoặc là không biết đạo đức á, cái người đó họ sống bằng bản năng, bằng những sự trả thù hờn oán, và họ nghĩ đó là ăn miếng trả miếng á, thì cái người đó cả cuộc đời họ cứ bị cuốn trôi trong vòng tội lỗi á, thì có một ngày
nào mà họ thức tỉnh đâu quý vị. Nó bị cuốn đi theo những cái vòng quay của cuộc đời. Cho đến khi mình mình thấy những người đó mình thương hại vô cùng luôn. Chị, em nói chị nghe, chị mà biết tu chút sớm chút xíu là chị cũng khổ tới nỗi bây giờ đó. Em á, bây giờ em lớn tuổi rồi nè, em mới biết đi chùa, em biết không? Chị biết không? Em ngồi em nghe pháp á, em ngồi em tu á, em ngồi em niệm Phật, em ngồi tụng kinh á, em cảm thấy hạnh phúc lắm. Và em về á, em cảm thấy cuộc đời em nó thay đổi nhiều lắm. Chị, em thấy chị đang bị cái bóng đêm cuộc đời nó đang bao quanh chị. Chị mà không tự mình thoát ra thì không có ai giết chị cả, không có ai hãm hại chị cả, mà chính chị đang giết cuộc đời của chị đó. Thật sự là chị đã chết rồi. Chị chết trên chính thân xác của chị, chứ chị chưa thật sự là sống đâu. Sống nó còn nhiều thứ lắm, nó không chỉ có khổ đau không đâu. Nếu hạnh phúc là vô thường thì khổ đau cũng là vô thường. Tại sao mình thấy hạnh phúc là vô thường, mới vui đó tự nhiên buồn lại, mới hồi sáng đó thấy nghe tin vui cái hạnh phúc, tự nhiên chiều cái buồn lại, thì cái khổ đau cũng là vô thường các bạn ạ. Quý vị, khi mình có khổ đau mình nghĩ nó là thường không à, cho nên mình gì, mình trách vào nó mình khổ. Bây giờ mình nghĩ khổ đau cũng là vô thường thì cái lòng mình rất là nhẹ. Hoa hồng nó trong tuyết nó vẫn tươi. Và người trong đau khổ là chúng ta đây. Khi mình ngộ ra mình tu thì mình vẫn cười được. Cho nên khi buồn mà mình cười được, ta gọi là buồn cười. Cho nên khi nào buồn á, mình cứ ráng cười đi. Mình cười nụ cười tươi, nụ cười vi tiếu. Nụ cười vi tiếu gì nè, chứ không phải là nụ cười điểu nha. Cười nửa nụ, cười không phải. Nụ cười vô lo, vô nghĩ. Nụ cười mênh mang, thênh thang. Nụ cười rộng mở. Tự nhiên cái nụ cười đó là gì? Nụ cười bây giờ tự nhiên trời, mình thấy hồi xưa mình cười cái nụ cười nó xấu vô cùng vô tận. Nụ cười cười chút xíu cho có lệ, cười cho qua chuyện, bây giờ không có. Cái nụ cười này á, nó lúc nào nó cũng nằm trên môi mình hết. Đôi khi mà mình đụng chạm đến đời á, mình buồn chút xíu, mình cho nó nghỉ chút xíu, chứ thỉnh thoảng mình cũng giữ lại cái nụ cười. Và phải để nó thường trực trên môi. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Chứ không phải mà đi lẹ, nói khẽ, cười điên. Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Cho nên bây giờ hồi trước á, mình trước khi mình đi làm dâu á, ba mẹ đã dặn mình, con về nhà chồng, con sống với người ta, con phải biết giữ ý, giữ tứ. Giữ ý giữ tứ là gì? Là nhắc mình phải tỉnh thức á, là phải biết có trước có sau, phải chánh niệm á, giữ ý giữ tứ. Không phải như mẹ đâu, không phải như ba đâu, có thể dễ dàng tha thứ cho con, còn người ta là người dân con ạ. Cái thương nó khác với cái yêu. Yêu là người ta đúng, người ta sai gì mình cũng yêu hết á, mình tha thứ hết. Còn thương á, nó có điều kiện, phải như thế này tôi mới thương, phải như thế kia tôi mới thương. Còn yêu mà tình yêu thật sự là người ta càng sai, người ta càng dở càng xấu, mình càng yêu. Cho nên trong bài kinh Diệt Trừ Phiền Giận, Ngài Xá Lợi Phất có nói là mình lòng từ bi mình lớn, dù cái người đó cái lời nói không dễ thương, cái hành động không dễ thương, cái tâm không dễ thương, thì thật sự cái người đó là cái người đáng thương, bởi vì họ đang rất là đau khổ. Đúng không quý vị? Cho nên ngày đầu tiên mình đã về, mình làm dâu rồi, ba mẹ đã nhắc mình là phải giữ ý giữ tứ rồi. Và các bạn nhớ, trên cuộc đời này không ai có trách nhiệm phải thương bạn cả.
ngồi ba mẹ của chúng ta, những người đã sanh ra chúng ta. Còn lại không ai phải có trách nhiệm phải thương bạn cả. Cho nên á, khi mà người ta đối xử mình tệ bạc á, đối xử với mình vô tình bạc nghĩa, thì mình cứ nghĩ đi, cứ nhớ lại là người ta đâu có trách nhiệm phải thương mình đâu. Bởi vì mình không đủ những điều kiện để cung ứng cho người ta. Và ai đến với nhau á, cũng cần cái điều kiện. Điều kiện người ta phải đẹp, người ta phải xinh, phải có tiền tài, phải có đầy đủ những điều kiện mình đặt ra thì mình mới yêu, mới thương được. Ngay chính mình nè, mình yêu một người á, mình cũng phải nhìn người đó có đủ điều kiện không. Các bạn trẻ bây giờ mình nói là các bạn đó có cùng đẳng cấp hay không đó, thì mình cũng phải đặt những điều kiện cho người khác, thì người ta cũng đặt những điều kiện đó cho mình. Thì nếu mà mình không đầy đủ, không cung ứng được những cái điều kiện mà họ muốn á, họ cần á, thì họ sẽ rời xa ta một cách rất là dễ dàng. Thì nếu mà có rời xa, mình cứ nói thôi anh cứ đi đi, mình nhẹ lòng thôi, mình nói anh cứ đi đi. Tại vì thôi em cũng xin lỗi là em không đủ điều kiện để cung ứng được những gì anh muốn. Thì mình thấy mình nói, mình làm, mình nghĩ được như vậy á, là mình thấy mọi sự vật, mọi hiện tượng, mọi cảm xúc, mọi cuộc đời, cái gì nó cũng nhẹ hết. Rồi mình tự gì? Phải tự thương mình một chút được không? Tự thương mình một chút được không? Phải cho phép mình bình an, phải cho phép mình hạnh phúc, phải cho phép mình có thời gian để tu, quý vị ạ. Mình lăng xăng cả cuộc đời rồi, mấy mươi năm nay thời con gái trai trẻ, phong ba, bão táp nhiều lắm rồi, giờ lớn rồi, thương mình một chút được không quý vị? Đây là nói từ đáy lòng, nói từ đáy lòng, thương mình một chút được không? Các bạn trẻ cũng như vậy, các bạn rất là hạnh phúc, rất là tuyệt vời, bởi vì các bạn đã biết đến đạo sớm. Đạo là con đường, Phật là tỉnh thức, đạo Phật là con đường tỉnh thức. Cho nên Đức Phật á, gọi là Buddha. Buddha mà khi phiên dịch ra đó chính là tỉnh thức. Cho nên mình đi theo cái con đường tỉnh thức á, mình sống một cuộc đời lúc nào cũng biết ý thức mình làm đúng làm sai, để có cái quay trở về. Và đó chính là đạo. Cho nên đừng bao giờ để người khác đặt quan điểm của họ lên trên mình. Họ nói trời ơi, bình thường ngày Chủ nhật thứ bảy cuối tuần ta đi ba, đi lúp, đi búp gì đó phải không, ở trong chùa không rành, đi ba, đi búp, rồi nhậu nhạc vui vô cùng, vô chùa mắc lim dim uổng quá. Tự nhiên đó là gì? Đó là chúng ta đang bị họ dẫn dắt mình đi theo con đường của họ. Rất là nhiều con đường trong cuộc đời này để chúng ta đi. Và vấn đề là chúng ta chọn con đường nào để đi. Nếu con đường đó chúng ta cảm thấy có lợi lạc, có hạnh phúc, có giá trị, và mình sống an vui hơn, ý nghĩa hơn, kiếp người mình nó không vô nghĩa, thì đó là chính là con đường của mình. Đừng bị những câu nói, những lời nói, những sự mai mỉa của họ để lôi kéo mình trở về lại và sống y chang giống như họ. Mình nói là sư vô diễm. Sư vô diễm ơi, bây giờ người ta biết tu rồi trời ơi. Giờ nó tỉnh thức rồi. Mình nói như vậy đó. Không phải như xưa nữa, khờ dại, đau khổ, quằn quại, oán trách, giận hờn, hơn thua, trách móc. Bây giờ là tỉnh thức, giác ngộ, thiền vị, chánh niệm. Bây giờ cái mod bây giờ mà các bạn trẻ thường sử dụng chụp hình là gì? Bắt chân lên ngồi hai mắt lim dim với cội cây. Giờ cái mod đó giờ cũng hiện đại lắm, có nhiều bạn sử dụng lắm ạ. Hồi xưa mình chụp hình 2 3 4 giờ 10. Bây giờ mình chụp hình không, lim dim đôi mắt. Chụp hình với cội cây nhìn thanh thoát vô cùng, nhìn sao thiền vị quá. Mình rửa bức hình đó về, gửi về cho mẹ coi. Trời ơi, nay con tôi nó tu rồi, nó đạo đức rồi, an tâm quá, nó biết đi chùa rồi.
Hồi xưa chỗ nó nhậu nhạt, nó quậy quọ, nói nó không nghe lời, nó bất hiếu, tự nhiên buồn đau khổ quá không biết sao. Bây giờ tự nhiên biết trời xuôi đất khiến, quỷ tha ma bắt hay sao mà bây giờ nó biết tu rồi, trời ơi nó thay đổi. Tuần nào cuối tuần nó cũng gọi điện thoại về, nó kêu hello mom, how are you today. Nó biết quan tâm hơn, biết sống sâu sắc hơn, biết sẻ chia trách nhiệm với gia đình hơn, rồi biết nghĩ về tương lai, biết tu hơn. Và cái món quà lớn nhất mà các bạn dành tặng cho cha mẹ chúng ta ở quê là sự an tâm. An tâm. Khi ba mẹ an tâm, khi mình sống xa quê, mình biết tu tập, mình hạnh phúc, đó là cái món quà lớn nhất mà các bạn sẽ dành tặng cho ba mẹ đó. Cho nên mình hiểu được cái điều đó, mình quý lắm. Mình quý cái tu lắm. Và mình coi nó là gì? Là nguyên ngọc quý, không chỉ đời này thôi, mà mình còn mang nó đi nhiều đời nhiều kiếp nữa. Cho nên mình tập hài lòng với những gì mình không có, học từ bỏ những thứ mà trời không cho. Tại sao trong đạo Phật lúc nào cũng nhắc mình là phải biết quý trọng ở hiện tại, đừng suốt ngày cứ mãi hướng về tương lai. Có nhiều người cả cuộc đời gì quên mất đi hiện tại, họ chỉ nghĩ về tương lai, tương lai. Bởi vì tương lai là lý tưởng, là khát khao, là đạt được, nhưng rồi họ đánh mất đi cái hiện tại. Đạo Phật nhắc mình phải biết trân trọng hiện tại. Khi có hiện tại rồi á, chúng ta nền đã vững, đã chắc rồi đó, chúng ta mới bắt đầu hướng về tương lai. Hồi xưa mình nhớ, mình đi học, mình mong ước của mình là mong được tốt nghiệp để lấy được cái bằng cử nhân, là mình vui, mình hạnh phúc lắm. Mình sẽ đãi ha, nhậu 4 năm chậu. Rồi 4 năm chậu hay 4 năm chầu? Hả? Chầu. Gọi là bạc thi hả? Mình sẽ đi chơi này nọ, mình sẽ thưởng thức, mình hạnh phúc lắm nha. Mình nghĩ là mình mà có được cái bằng cử nhân là mình vui lắm. Nhưng mà sao? Khi mà chúng ta có cái bằng cử nhân rồi thì chúng ta không cảm thấy vui. Rồi chúng ta đã từng ước nguyện á, hồi xưa này mình nhìn lại nè, mình đã từng ước nguyện cái gì? Mình đã thật sự trung thành với cái ước nguyện của mình không? Hồi xưa mình khổ á, mình ước mơ có một cái căn nhà, mình nghĩ có một cái căn nhà mà nó khang trang chút xíu á, mình hạnh phúc lắm, hạnh phúc vô cùng vô tận. Đến khi mình có căn nhà rồi thì mình không thấy hạnh phúc, mình lại mong ước cái điều khác. Cho nên á, đạo Phật là nhắc mình biết trân trọng hiện tại. Nó là một cái giáo lý cực kỳ căn bản nhưng vô cùng tinh túy. Trân trọng hiện tại đây là gì? Tất cả các bạn là tuổi trẻ, các bạn phải biết trân trọng cái thời khắc vàng son này, thời khắc thanh xuân này, để chúng ta phải nỗ lực để biến mình trở thành một người hữu dụng, một người có ích, đem cái sức trẻ, đem cái khả năng, tâm huyết, lòng nhiệt thành của mình để học tập, để phụng sự, để dấn thân, để làm những điều tươi đẹp cho cuộc đời. Thì cái thời gian để sống tuổi trẻ này không bao giờ mà chúng ta hối tiếc cả. Mà lỡ vô thường đến đột ngột á, không còn gì để hối tiếc nữa. Bởi vì những gì ta đã làm xong, những gì ta đang làm thì ta đang chờ kiếp sau đủ duyên ta sẽ làm tiếp. Những gì đó là mình thấy là gì? Mình không bao giờ hối tiếc nữa. Và nhất là các bạn ở tuổi trẻ thanh xuân, chúng ta phải biến mình, nỗ lực để trở thành một người đa tài. Khả năng nào chúng ta cũng có, biết chút chút. Chúng ta dành thời gian để học, để rèn luyện, để tu tập. Tự nhiên ai cũng muốn sở hữu mình. Hồi xưa mình đi tìm người khác không à, bây giờ mình không cần đi tìm nữa. Mình giỏi rồi, mình đạo đức rồi, mình biết tu tập rồi, người ta sẽ chủ động đi tìm mình. Hồi xưa mình cứ mãi đi tìm người tốt không à, tại sao mình không tự biến mình thành người tốt? Đúng không các bạn? Cho nên á,
Tại sao mà chúng ta không cười hoài với một chuyện, nhưng mà mình cứ buồn hoài vì một chuyện? Mình đâu bao giờ mà vì một chuyện đó mình cứ cười hoài. Mình nghe một người nào mà cởi chuyện cười đi, câu chuyện đó hay cách mấy đi nữa, thì mình cũng nghe một lần, hai lần, thứ hai, thứ ba là mình gì? Mình hết rồi, hết cười nổi nữa rồi. Có cười đi nữa cũng cười gượng. Cười có lẽ nghe rồi, biết rồi, nó hoài. Cho nên như vậy thì tại sao cái chuyện buồn của chúng ta, chúng ta lại để nó buồn hoài vậy? Buồn qua ngày này đến ngày khác, buồn qua năm này đến năm khác, buồn kiếp này đến kiếp khác. Rồi mình thốt lên: quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tự nhiên mình khổ quá trời luôn. 10 năm chưa muộn. Như vậy là trong vòng 10 năm đó mình để tìm mọi cách để trả thù thôi sao? Không. No. Never. Mình phải nói như vậy, dứt khoát. No. Never. Tự nhiên mình nhận ra là cái gì? Là ở trong đạo Phật đó, chúng ta có một cái rất là an ủi quý vị. Đó chính là nghiệp. Đó chính là nhân quả. Đó chính là nhân duyên. Trò cũng như vậy đó. Trò nhờ cái pháp này ứng dụng đó, trò cảm thấy mình nhẹ lắm. Mình không có nặng nề trên đôi vai mình để mình gánh vác rất là nhiều cái đau đớn hận thù của người khác đâu. Lúc nào trò cũng nghĩ thôi, mọi thứ cũng nghiệp thôi, kệ, trả cho xong. Rồi khi mình bị dùi dập, mình nói thôi, chắc cũng nhân quả, chắc kiếp trước mình cũng ăn ở ác lắm đây. Mình nói như vậy á, tự nhiên mình thấy nhẹ, nhẹ lòng. Để làm chi? Để thời gian để làm chuyện khác. Để làm chuyện khác. Thời gian để tu, thời gian để hạnh phúc, thời gian để yêu thương. Chứ thời gian đâu mà trả thù hoài vậy? Thời gian đâu mà phải hờn oán trách móc hơn thua? Rồi mình gì? Mình nói là cái người đó mình sẽ không bao giờ nhìn mặt nữa. Và uổng lắm các vị ơi, tự nhiên một kiếp người của chúng ta mà không còn nhìn mặt được nữa, uổng lắm. Hồi xưa mình thương người ta vô cùng vô tận, hai người thương nhau, tự nhiên bây giờ không còn nhìn mặt nữa. Rồi đến khi mình nằm xuống, người ta nói nghĩ tử nghĩ tận, rồi tìm đến mình thắp nén hương, lúc đó mình cũng đâu còn thấy mặt nữa đâu, đúng không? Thôi tu rồi quý vị ơi, tu đi quý vị ơi, đời đau khổ dữ lắm. Cho nên mình nhận ra mình thấy gì? Thôi kệ. Nếu mà nhìn mặt được thì mình cũng nhìn mặt, mình cũng cố gắng để mình nhìn chút xíu. Cho nên á, đôi lúc thỉnh thoảng á, mình trách lời. Đôi khi trộm nhìn em, xem nhung gian ấy bây giờ ra sao. Đó, chia tay rồi, say goodbye rồi, bây giờ lâu lâu thỉnh thoảng trộm nhìn em, xem nhung nhan ấy bây giờ ra sao. Nó mà tàn phai nha, nó mà đau khổ hạnh phúc lắm. Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Thì mình thấy gì? Mình mà còn có ý nghĩ đó là gì? Mình đã đánh mất đi cái lòng từ bi rồi, trong chính mình rồi. Mình đâu có yêu người ta đâu, mình yêu mình. Hồi xưa mình cũng đâu có yêu người ta. Thật sự là mình yêu mình. Bạn phải đáp ứng những nhu cầu, những yêu cầu của tôi nha. Không được là bay. Bây giờ người ta đã bay mình rồi, người ta đã đi yêu một mối tình khác, thôi chúc cho người ta được hạnh phúc đi quý vị. Chứ thấy người ta mà tàn phai đau khổ mình mới vui thôi. Ích kỷ dữ lắm quý vị ơi. Cho nên á, đó là tu đó quý vị, đó là tu đó. Tu, cái người tâm tu á, cho nên gọi là thiền vị. Thiền vị tức là cái hương vị của thiền á mà mình chạm được rồi đó, mình cảm thấy cái hương vị này á, nó linh thiêng, nó hạnh phúc và nó vô cùng vô tận, nó làm cho tâm tư của mình á, nó khi mình xả cái thiền rồi đó, mình nở nụ cười tươi á, mình bước ra, mình thấy mình giống như là một vị thiền sư á, mình thấy mình giống như là một cái ngọn gió mát á, mình thấy mình giống như là một cái áng mây bay á,
Mình thấy không có ghét ai nữa, không ai để mình ghét nữa, không ai để mình hận mình thù nữa, tự nhiên ai mình cũng thương. Thì đó là thiền vị. Và chúng ta tu, chúng ta phải cố gắng để chạm được cái này, chạm được phút giây thiền vị. Ở nhà các bạn cố gắng dành thời gian, mình sắm một cái chuông, mình đánh tiếng chuông, 3 tiếng chuông, mình ngồi tĩnh tâm chút xíu, mình hít thở đều, mình quán niệm hơi thở, rồi mình dừng lại, mình cho phép mình nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, hoạt động bon chan, thị phi, khẩu nghiệp với đời. Bây giờ cho cái miệng nó nghỉ một chút xíu, mình nghe tiếng chuông, mình tịnh khẩu, mình an tâm cái mình tu. Đó là gì? Đó là thương mình đó. Đó là thương mình một chút được không? Cho nên á, duyên ai á thì nấy hưởng, mà nghiệp ai á thì nấy mang. Đi khắp thế gian không phiền không lụy. Ta sống một đời không phiền không lụy á. Phiền là phiền, phiền não. Lụy là gì? Là không lệ thuộc vào cái gì hết á. Không lệ thuộc vào cái gì hết. Bi lụy, bây giờ mình trở thành cái người tự do, không ai có trách nhiệm thương mình, mình phải tự thương mình. Thì mình không, không bao giờ mình lụy phiền. Cho nên á, mình hiểu là cuộc sống á, nó sẽ cho bạn một cơ hội thứ hai, đó chính là ngày mai. Cho nên trước khi đi ngủ chúng ta phải suy nghĩ. Ngài Dalai Lama ngài nói, nếu mà cái việc mình chưa giải quyết xong trong ngày hôm nay thì ngày mai mình giải quyết. Nếu cái việc mình đã giải quyết xong rồi trong ngày hôm nay thì mình lại suy nghĩ đến nó làm gì nữa. Trước khi đi ngủ mình nghĩ được cái điều đó là mình có một giấc ngủ an lành. Và ngày hôm nay chúng ta bị một chứng bệnh mất ngủ, và đa phần chúng ta bị chứng bệnh mất ngủ. Cho nên tại sao người ta nói là biết là know. Khi ngủ chúng ta biết là ngủ thôi, ăn chúng ta biết là ăn thôi. Thì mình hạnh phúc trong cái ăn, hạnh phúc trong cái ngủ, hạnh phúc trong cái đi. Khi mình đi á, mỗi bước chân của mình nó giống như là một cái nụ hôn mà hôn vào trên đất mẹ vậy đó. Mình quán niệm, mình thấy, mình tưởng á, là cái đôi chân của mình đi trên đất mẹ như một cái nụ hôn mà hôn vào trên mảnh đất, trên hành tinh này. Mình cảm quý, mình quý cái đôi chân mình vô cùng. Cho nên á, mình biết là cái chỗ đó đó. Và cái người tu đến mục đích cuối cùng thôi, để dẫn đến hạnh phúc thôi, là biết. Biết mình đang làm gì, mình đang sống thế nào. Đó chính là giác ngộ đó. Giác ngộ tức là nhận biết, nhận thức. Rồi một ngày nào đó mình vượt qua được cái nhận thức luôn, mình trở thành người tỉnh thức. Cái đó thì phải một quá trình mình rèn luyện, mình cố gắng, mình nhẫn chút xíu nữa. Cho nên khi mà hồi nhỏ trò ở chùa trò tu á, ai mà ăn hiếp trò chắp tay, trò nói Nam Mô Nhẫn Nhục Bồ Tát, Nam Mô Nhẫn Nhục Bồ Tát, Nam Mô Cam Chịu Bồ Tát, Nam Mô Cam Chịu Bồ Tát, bồ nói bồ rớt nước mắt. Tự nhiên gì? Tự nhiên năng lượng và công năng của Bồ Tát á, yểm trợ cho mình vượt qua mọi thứ. Cho nên tại sao Ngài Thiên Thủ Thiên Nhãn á, Ngài có nhiều cánh tay, nào là gươm, nào là giáo, nào là gậy, nào là phất trần. Bởi vì chúng sinh đa bệnh, Phật Pháp đa phương, tất cả mọi thứ hợp với người này, không hợp với người kia. Người thì thích, không thích dùng voi á, thì người ta thích dùng kẹo. Người không thích ăn kẹo á, thì người ta thích ăn mật, ăn ngọt. Người không thích thuốc đắng á, thì tất cả hóa thân của Bồ Tát á, Thiên Thủ Thiên Nhãn, rất là nhiều cánh tay, cầm rất là nhiều thứ. Nó ví dụ một cái ẩn dụ cực kỳ là minh triết. Mỗi chúng sinh đều Ngài tùy thuận hết. Và chúng ta cũng vậy á,
đối diện với đời, chúng sinh mà có sân si, có sân hận á, đối với ta, chúng ta cứ lẩm bẩm một câu: ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Và ngay nhất là ở cái mảnh đất Sài Gòn này, quý vị biết không, mình đi ra đường á, mình gặp ninja nhiều lắm. Mà ninja thì sao? Che bịt ngay bên mắt bên trái, bịt mắt bên phải, thấy phía trước không à. Cho nên muốn quẹo đâu là quẹo à. Cho nên mình nói là gì? Có nhiều người đi ra đường mà quên đem theo não. Cạn lời quý vị ạ. Cho nên sư cũng thuộc thuộc cái câu này nhé. Đi đâu, sống ở môi trường nào, gặp những người thị phi, hơn thua trong công ty, hay là trong cái phòng trọ của mình, hay là nơi mình đi học, trong lớp cũng vậy. Những người họ hơn thua dữ lắm, hơn thua dữ lắm. Bởi vì họ cần, họ khát khao cái điều đó. Họ hơn chừng một chút xíu, đến nỗi mà để cái tên họ trước mình thôi, họ cũng chịu, họ gạch cái tên mình. Cho nên mình thấy thương họ vô cùng. Mình tu rồi hôm trước mình ghét họ, bây giờ mình tu mình thương họ. Mình thấy sao mà họ đau khổ quá vậy, họ chạy theo cái đó tội nghiệp quá vậy. Rồi có những người đến, họ mắng nhiếc, họ bịa đặt, họ đặt chuyện với mình. Mình cứ nam mô nhẫn nhục Bồ Tát, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Tự nhiên an ủi mình dữ lắm quý vị. Đó là bí kíp đó. Nay chiền hết rồi đó. Cho nên hồi xưa Đức Phật á, vị biết Ngài trải qua rất là nhiều cái quá trình. Khi mà Ngài tu khổ hạnh á, Ngài đến nỗi là sắp mất, mà Xu Già Đa phải dâng lên cho Ngài bát sữa. Rồi Ngài phải chiến đấu với ma vương. Rồi Ngài phải bị người ta vu khống. Người ta tự nhận mình là mang thai, có con với Đức Phật. Rồi người thì bị ngoại đạo á, đi vào trong tu viện á, giết chết xong chôn cái xác á, ở trong tu viện á, nói là các thầy tỳ kheo trong tu viện giết chết, rồi để giảm uy tín của Đức Phật. Rồi đề bà Đạt Đa gì, ba lần xô đá Đức Phật để giết Ngài. Cái khác của Đức Phật bậc toàn giác với cái khác của chúng ta là ở chỗ bình thản. Bình thường mà ai đụng tới mình là thôi nó nhảy dựng lên. Có thì nói, không có thì thâu nha. Người ta có làm cái gì đâu, muốn nói gì đó là nói à. Cái này là cái câu mà của Thành Lộc trong Tấm Cám. Người ta có làm cái gì đâu, muốn nói gì đó là nói à. Thì cái mà khác giữa chúng ta và một bậc giác ngộ ở cái chỗ là bình thản. Các vị thấy khi mà Ngài giác ngộ xong, những cái việc, những cái khó khăn, chướng duyên đến với Ngài, thử thách, gian truân đến nỗi mà cướp đi, muốn lấy đi cái sinh mạng của Ngài luôn, ba lần mà Đề Bà Đạt Đa muốn giết Phật, Ngài vẫn bình thản. Và mình muốn được thản nhiên thì mình phải bình lại. Mình phải bình lại, mình mới được thanh thản, thản nhiên. Cho nên mình muốn an thì mình phải tịnh. Bây giờ mình muốn an không à, mình không có tịnh. Mình muốn nghe nhưng mình không có lắng. Mình hồi xưa mình yêu á, bây giờ mình yêu ai mình cũng lãng mạn lắm, tại vì mình yêu một cái sự chân thành đó, chứ không phải hồi xưa mình yêu nó lãng xẹt à, nó khô khan. Bây giờ mình có yêu ai, mình tu á, mình yêu ai, mình chăm sóc họ, mình thương yêu họ bằng một cái tình thương lớn. Họ đến với mình họ cảm thấy bình an quá, cái tâm mình rộng quá. Mình không vì một cái chuyện đó mình trách móc. Mình không thấy họ đi với một người con gái khác cái mình giận, mình hờn, mình nhảy đùng đùng lên, mình lóc Facebook, rồi mình hủy kết bạn, rồi mình làm mọi cái nhảy đùng đùng lên. Họ đau khổ dữ lắm, bởi vì họ ngộp thở khi cảm thấy yêu mình. Mình nhốt họ, giam hãm họ trong cái lòng á, mình tưởng họ là hạnh phúc, nhưng không,
Tình yêu không phải là như vậy. Tình yêu là phải mang đến cho người mình yêu sự tự do và rộng lượng. Cho nên người ta nói, người ta yêu thường cái đầu tiên đến với nhau là vì nhan sắc, nhưng mà cái để sống với nhau là tính cách. Sống với nhau là tính cách, chứ cái nhan sắc nó chưa đủ đâu. Nhiều người có nhan sắc mà ăn nói cọc lóc, ăn nói là nó chất chớt, hời hợt á, cuộc sống cũng hời hợt. Thì cho nên mình sâu sắc là mình không có hời hợt nữa. Và đó là thật sự là một cái tình yêu có chất liệu, thả thính, có chánh niệm. Và cái yêu của người tu á, rộng lớn. Con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp, mai gian dở, lưu luyến mà chi một bóng hình. Từ nay khép cánh tình riêng lại, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Ta có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời, yêu đạo lẫn non sông. Tình yêu chan chứa trong hòn vũ, chớ phải riêng đâu khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu, thì trong tâm trí hãy xây chiều, quay về phụng sự cho nhân loại, sẽ tìm được sư trong khối yêu. Đôi lúc cũng nói vậy thôi, chứ thỉnh thoảng cũng cô đơn lắm à. Thỉnh thoảng cũng hát vu vơ. Hỡi cô gánh nước đường xa, hỏi chăng là bao nhiêu tuổi để cho sư gánh giùm. Tan tính tình là tình tính tan, tan tính tình là tình tính tan, tan tính tình là tình tính tan. Nói cho vui vậy thôi chứ yêu được đâu. Bây giờ bởi vì cái cuộc đời nhân duyên của mình, cái trách nhiệm của mình không còn phải yêu một người nữa, mà phải yêu mọi người. Cho nên mẹ của trò, bà thường nhắc trò một câu mà mỗi lần về là bà lúc nào cũng nói: mẹ sanh ra con, mẹ muốn con sống vì mọi người, chứ không phải muốn con sống vì một người. Cho nên mẹ cảm thấy anh chị em trong gia đình đau khổ lắm khi sống vì một người lắm. Cả cuộc đời cứ tất bật bon chen, hơn thua vì miếng ăn, vì cái mặt, vì giận, vì hờn, vì gan, vì tuông. Cho nên nói mẹ không muốn con nữa. Con trai út của mẹ, hãy lên đường xuất gia tầm đạo đi con. Và chính cái điều đó mà quý vị biết, sư lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Và giữ cái điều đó mà cố gắng, lúc nào cũng nỗ lực tiến tu để giúp cho mẹ. Một điều mà nhắc lại cho các bạn thôi, đó là sự an tâm. Các bạn hãy tu tập tốt, các bạn hãy là cái người thiện, cái người đạo đức, để cho ba mẹ chúng ta an tâm, để cho cuộc đời của chúng ta bớt khổ. Khi mình có được cái tài sản quý giá của đạo đức tình người, yêu thương, mình ở đâu, sống chỗ nào, mình cũng cảm thấy an lạc hết. Chế Lan Viên có nói: khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn. Nơi nào chúng ta đặt chân đến, nơi đó sẽ hóa thành sang, hóa thành hoa, chứ không phải là gai, là gốc, là gông, là cùm. Người mà chúng ta thương, ta yêu, ta gặp, ta sống, phải mang cho họ
tình thương, mang cho họ nụ cười, mang cho họ tình người, chứ không mang cho họ khổ đau, trách móc, hờn oán, rồi mình lại tiếp tục khổ đau như họ. Bởi vì nhân quả rất là công bằng. Cuối cùng, xin đọc cho quý vị nghe một bài hát. Xin nguyện làm dòng sông, không làm hạt nước nhỏ, trên đường về đại dương, vầng trăng khuya sáng tỏ. Xin nguyện làm dòng sông, không làm hạt nước nhỏ, cuốn phăng trên đường đi, bao niềm đau nỗi khổ. Xin nguyện làm dòng sông, không làm hạt nước nhỏ, tâu khúc nhạc hai chiều, xua tan nỗi u sầu. Cùng nhau ta múa ca, không sợ đường đi khó, với tình thương bao la, độ người không biên giới. Xin nguyện làm dòng sông, không làm hạt nước nhỏ, mỗi bước chân đã về là quê hương tình đồ. Xin nguyện làm dòng sông, không làm hạt nước nhỏ. Hạt nước á, nắng lên nó sẽ khô, rồi nó sẽ tan dưới lòng đất. Nhưng dòng sông lớn mênh mông, nắng có lên đi nữa thì dòng sông vẫn cứ chảy, vẫn cứ tuôn trào. Dòng sông khi chảy ra đại dương rồi, hòa vào vị mặn của đại dương, cứ tuôn chảy, rồi từ đại dương chiết xuất lại, đưa lại những dòng nước trở về với dòng sông. Và chúng ta phải nguyện mình sống như một dòng sông, đi như một dòng sông. Được như vậy, chúng ta luôn là một con người hiện hữu, một con người thật sự sống, và hạnh phúc nó sẽ có mặt, và chúng ta sẽ qua cơn mê. Kính chúc chư tôn đức, kính chúc tất cả các bạn, các bác, các cô sức khỏe an lành, và tu tập ngày càng tinh tấn, nụ cười càng được tươi, cuộc sống càng được thảnh thơi nhẹ nhàng. Và tài sản lớn nhất của người tu học Phật, đó chính là bình an. Mô Phật.